tôi rèn và tao xuất phát từ trong bóng tối bước ra. Người Việt Nam nên màu vàng ở nước da. Lúc nửa đêm thấy ông Ken đang ngước qua. Cái đẹp với mày đã không còn thiết tha. Khi bầu trời tối dần thì mọi chuyện cũng nói dần. Nên mày đừng ngủ để đầu óc không thối đần. Bá đạo của đội tuyển Việt Nam, Văn Thanh, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu. Sáng rồi chưa? Quang Hải. Nguyên Tim. Bộ váy ngắn trong em số 2. Anh không muốn cưa em đâu, chỉ muốn bên em đêm nay. Thằng em gây hôn lên cậu. Tới luôn đi em ơi, tôi nên nói khi anh thay đổi. Trong anh I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Ở nhà anh còn cô vợ ngày xưa cả trăm nghìn thằng tới rước ấy. Anh đây là thằng may mắn cưới được cô vợ vừa đẹp vừa hiền. Còn em trông ngon thật đấy nhưng mà vừa dâm lại còn vừa điên. Bố con sợ. Em thính thằng nào thì thính chứ thính phải anh là sai mẹ rồi. Em nên chạy ngay bây giờ vì vợ của anh đến đây lẹ rồi. Anh đéo cần biết em coi anh là cục đường hay là mùi tạt. Bây giờ có hai phương án, một là em chạy hay là ở lại để vợ anh ta. Mợ hai ơi hỏi mợ hai, cậu thương mợ mà mợ lại thương ai? Có ngờ một hôm nữa lên, đứa con đò rời xa bên trời. Áo hãy để con tim của em say nồng cấp cao. Dù rằng em biết vội mang anh chẳng lẻ loi, kể tôi theo cùng. Mọi chuyện nhìn nắng